Dương Ngọc Phật Hoàng Trần Nhân Tông là cốt gì vậy anh Kiệt? Bây giờ ngài thế nào rồi anh? Hoàng Trần Nhân Tông đang ở nước Việt, ở núi Yên Tử. Phật Hoàng là sư phụ của Kiệt. Có một lần sư phụ về Phật Hoàng đó nghe, mình đang nói Phật Hoàng. Thì ở ngoài đời hôm nay mình thấy sư phụ như thế nào? Nhưng mà hôm nay Kiệt tả sư phụ cho quý vị nghe. Sư phụ là một vị mặc cái áo, lúc mà Kiệt thấy được thì quấn chéo một bên, nó cũng giống như kiểu người người nào ta tu khắc sĩ Nam Tông vậy đó, mới là đơn giản. Cái mặt ngài tròn, rất là trẻ, rất là hồng hào, đẹp trai. Thì lúc đó sư phụ làm cho Kiệt bài thơ, tại Kiệt đệ tử ổng mà. Thì sư phụ mới dạy Kiệt á, con á, coi á là đạo Phật Hoàng á, tức là hiện giờ ngài Thích Thanh Từ là đang truyền thừa của ngài đó, cũng có giả. Còn coi kỹ nó có hai phe, phe thật và phe giả đó. Thì thường á, sư phụ rất là bận hay đi thiên trúc để mà hội họp. Hội phụ thương Kiệt lắm, sư phụ cho Kiệt câu thần chú có bốn chữ, bất cứ lúc nào Kiệt đọc thì sư phụ sẽ xuất hiện sẽ dạy Kiệt. Đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông á. Đức thầy cũng là một sư phụ, Hòa thượng Đế Công mà cũng một sư phụ, Phật Di Lặc là một sư phụ, Phật Thích Ca là một sư phụ, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, Kiệt có sáu vị sư phụ trong cõi vô hình, Kiệt không có sư phụ thế gian nha quý vị. Thì những người Kiệt học thì từ đa số các sư phụ nhắc nhở và chỉ bảo. Mà những Quốc Bảo nói chứ Kiệt ơi, làm thế nào để biết là con đã mang hộ thiên rồi chú? Con có quay về hướng Đông Bắc thì tự mình đặt thiên không? Con đặt là thiên Quốc Bảo. Khi con đặt xong thì con muốn biết là có linh nghiệm hay không thì con phải kiếm cái dấu này con đeo. Thì tự nhiên con sẽ có cảm nhận là con khác hơn những người bạn bình thường của con chút. Nó nói gì con cũng thấy là con khôn hơn nó. Thì lúc đó con sẽ có chánh kiến hơn. Rồi tại sao con lại có nhiều sự gia hộ và may mắn hơn, đúng không? Con nhậu mỗi ngày 3 lon bia, hôm nay con cũng chán nhậu, chỉ một lon lai rai cho ăn uống tươi cơm thôi. Thì mỗi một thứ cái xấu á, nó sẽ giảm đó. Khi con tự khấn hộ thiên thì tất cả các chư vị sẽ độ hết tất cả những quý con thiên trong cái buổi sàng lọc này đi về trời. Nếu con còn mang những cái tật xấu trước khi mang hồi thiên thì cái đó là chuyện không biết à. Tại vì ngoài bên cõi vô hình đó, khi mình nằm ở bệnh viện mà hấp hối á, nó bao la lắm, nó không phải là 8 đường 12 đường, mà nó vô số quỷ ma, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cửu quyền, người ma này ma nọ, nợ này nợ kia, nó đến nó đòi, nó kéo tay con cũng quản luôn á, con cũng không biết về đâu. Con người lúc sống á, cái người mà khổ nhất mà đưa cái đầu máy chém là mình thấy sợ là đau không, nó không có nhằn nhòi á. Khi mình rời khỏi thân xác mình á, cái đó nó khủng khiếp hơn gấp vạn lần, nó đau đớn và đồng thời nó rất là hoảng sợ, bóng tối không à, ma quỷ kéo mình. Những cái phim kinh dị sao mình coi nó còn hơn vậy nữa. Cũng giống như cách đây 2 3 ngày, hôm nay môn Phật sinh ngày Đại Thánh Nhân luôn, là ngày hình như 13 tháng 6 hả, ngày nào á, là 13 người, trong đó là đảng trưởng là ngài Nguyễn Thái Học thời xưa bị Pháp nó dựng lên máy chém, nó chém đầu. Cái đầu của ngài rớt, nhưng mà hôm nay ngài được một vị, là một vị rất là cao, một vị thần là hồn thiên sông núi đang lo cho nước Việt đó quý vị biết không. Cho nên ai mà lại ngài, ai kính ngài đó, ngài sẽ gia hộ. Cái chức của ngài bên kia rất là lớn, tại ngài cũng thường xuyên tiếp chuyện với Kiệt nè, ngài là người dạy Kiệt rất là nhiều á, chừng nói thật. Thì ngài Nguyễn Thái Học chết không có hết, sinh như tướng, tử như thần. Nếu mình chết can đảm thì mình làm thần lớn. Cái thiên minh gì nói tại sao tượng Phật người ta lại tạc có tóc, trong khi đó Đức Phật Thích Ca và các đệ tử đều cạo đầu à? Bây giờ ma quỷ nó xuống nó phá đạo, tại lúc mà Phật thành đạo mà nó phá không được,
Thì cái nó hẹn 2000 mấy năm sau, tức là hiện giờ mình nè, nó cho con cháu nó mặc áo vàng cạo tóc để mà phá đạo. Cho nên bây giờ quý vị nhìn thấy thường Phật Thích Ca ngồi thiền nó mắt hiếp hiếp nhắm mắt phải không, mình thấy có dễ thương từ bi cảm tình phải không. Bây giờ nó để mắt Phật trợn lên còn cười còn liếc qua liếc lại nữa, quý vị thấy không, nghĩa là nó khôn quá, nó làm cho cuối cùng những Phật tử thời nay kiệt độ không có nổi là vậy đó. Họ chạy theo màu sắc ánh sáng âm thanh đó. Mà thật sự Phật Thích Ca làm sao quý vị biết không? Phật Thích Ca có một lần kiệt ngủ cái phép, nó kiệt đi về trời, tại nhớ nhà mà cái tâm linh của mình đâu có control được, đâu có điều khiển được, cái thấy một đám mây trắng khổng lồ về đặt cái Phật Thích Ca ngoắc vô, nói con đi đâu, xong cái chuyện nói con nhớ nhà, con về thăm nhà. Cái Phật vô, cái Phật kêu được ngồi xuống để ra giảng pháp cho con nghe. Cái bài pháp thứ nhất Phật giảng là chúng sanh rất là khó độ, thân xác của ta cho họ mà họ chưa vừa lòng, lời của ta nói họ là không nghe, họ lại đổi đại khái. Hôm nay thì viết lên trên cái miếng xi măng mà ở trên núi Thiên Long Sơn á, trước mặt Phật Di Lặc á, thì định hai cái tay xuống cái chữ khổ độ chúng sanh. Thì lúc đó Phật mới nói con á, là phải khổ độ chúng sanh, còn bây giờ á, là đâu có khổ độ. Trong kinh hiện giờ quý vị vô chùa đọc là khổ độ chúng sanh, khổ độ chứ đâu có ai nói chữ khổ độ đúng không. Thì Phật giảng cho Kiệt như vậy, đến khi Kiệt thức dậy cái Kiệt làm cái viết cái chữ đó trên xi măng lúc mà đổ tường nó chảnh, cái mấy ông thầy lớn của mình là lên chảnh nói chuyện viết sai chính tả, sao con nói là phổ độ, cả những vị hòa thượng lớn mà còn không biết mình làm sai nữa mà lại nói chuyện làm sai, thấy tức cười không. Phải không, Phật là đích thân dạy cho Kiệt mà khổ độ, khổ làm sao mà nổi. Hôm nay khổ có nghĩa là gì? Khổ có nghĩa là mặt dày nè, lên đây nói chuyện nè. Thế là mỗi người chịu khổ rất là nhiều, còn cái núi cũng vậy. Tới ngày hôm nay bị chi bộ ra lệnh cho mấy thằng thổ tả ở đây nè đóng cửa việc, tới ngày hôm nay mình đâu được lên núi, chỉ sinh hoạt như dạng gia đình thôi chứ nó không phải là pháp lịch, thì có phải khổ độ không? Mỗi 20 triệu mua cái núi Thiên Long Sơn không có lợi ích gì cho cá nhân hết, mà toàn là bị bao nhiêu người chửi, bao nhiêu người ghét, tám bề thọ địch luôn á. Trong khi cái núi của mình á là chánh nghĩa, là thờ ở đó là ngàn uyển nguyên trực, anh Đức Phật Thầy Đan Mẫu, rồi là công viên Âu Cơ, tức là một cái công viên để cho tất cả những người Việt mình lên đó hãnh diện, là một cái mảnh đất của người Việt. Vậy mà tất cả những người lãnh đạo cộng đồng không ai lên đó ủng hộ hết, thì quý vị nghĩ làm sao? Sau này không biết Diêm Vương á, gặp mấy ông này chắc cũng phải lắc đầu á, rất là buồn, tốn gần cả 1 triệu mấy tiền luật sư á quý vị. Nó có phải là khổ độ không? Người thời nay vậy đó. Mình nói nhiều quá, chuyện mà nói cái này á, hồi nó lên má, nói hoài không hết câu chuyện này luôn á, mà mấy clip trước cũng có nói sơ sơ rồi. Ví dụ như mình mở núi mà mình làm tiền hay mình gì thì người ta ghét mình không đúc. Cái này mình mở để cho cộng đồng mình, cho người của mình. Mà mấy ổng cũng là người Việt Nam, mấy ổng ở bên ngoài á, giả danh là tôi đây là chủ tịch cộng đồng Việt Nam, lo cho người Việt Nam. Nhưng mà người lại có lo không? Thấp luôn á. Mình tu hành mình không có hơn thua, nhưng mà nhiều lúc nó bức xúc phải không? Tôi cũng không có bị được bức xúc nhưng mà cũng buồn chứ. Thật cũng buồn vậy, thấy chúng sanh vô minh nó buồn. Thiên minh đi nói, chú vị ơi, tại sao chuyện ở Thiên Long Sơn và núi Cấm là hai ngọn núi lên thiên vậy chú? Núi Cấm á, là từ thời phong thần một mấy nghìn năm về trước, ở đó nó có một cái cung vàng điện ngọc mà hiện giờ đang ở đó, mà trong cõi vô vi bị các chư thiên phá lợi. Thì ngày xưa bên xiển giáo là triệt giáo, họ cũng đang tranh giành cái đó hiện giờ luôn á, để mà giành cái núi Cấm. Thì kia là gì, trong lòng núi Cấm có rất là nhiều cái di tích, nhiều cái huyền thoại mà thế giới không có. Còn riêng Thiên Long Sơn thì chú không biết, nhưng mà có một lần
À, có một người nằm thấy Thiên Môn Sơn là những cái tòa nhà đẹp chư thiên, cái dạng người đi đầy núi Thiên Môn Sơn, và Thiên Môn Sơn có mấy ông rồng ở trên đó gia hộ, thì từ đó mấy vị ở trển thì chú mới tiếp xúc là đỉnh núi Thiên nó có cái điển thiên, cho nên những người nào mà tu tập đó đi về núi Thiên Long Sơn chỉ cần là đốt vài cây nhang với Phật rồi nằm mới võng ngồi chơi thôi là cũng là tu, nó yên tịnh. Thì nó cũng như là một cái ví giống như cái nhà thương nha, cái nhà thương lên nhà đó, Phật là bác sĩ, mấy chư thiên là y tá đó, thì lên trên đó thì mấy chư vị mới coi cái tâm người nào làm sao. Thì có những người lên đó biết bao nhiêu người lên chỗ điện mẫu nằm lăn khóc vì trở về với cái nguồn của mình á, thì chư thiên lúc nào chỗ nào có thờ Phật mẫu với mẹ với cha là chỗ đó có chư thiên gia hộ, chư thiên đứng đó. Thì rất là nhiều người sẽ lên, đạo Phật là đạo khoa học, khi mình lên á mình sẽ tự có cái cảm nhận, chứ không phải mình không có cảm nhận. Mình đi chỗ này chỗ kia, khóa tu này khóa tu nọ cũng là một cái technique, một cái công thức để cho mình hiểu biết thêm, nhưng mà chỉ có núi lên thiên á thì chư vị mới dùng tha lực trong vô hình á mới gia hộ mình, mục đích là khai cái tâm của mình. Tại vì mỗi ngày mình đi ra đường hay mình đi một cái nơi mà ô uế á, vô chùa mà có nhiều ma vong linh nó bám theo mình là trượt á, hoặc là mình đi những cái nơi nghĩa địa đó, thì lên núi tất cả các chư vị vừa là cái nhà thương vừa là mình gọi là cái scan luôn, cái sao luôn cho mình, thì mình lên ai cũng sẽ thấy khỏe và vui vẻ hết, gọi là nhà thương tinh thần. Đi du lịch ở khắp năm châu tốn nhiều tiền cũng không bằng đi về núi Thiên Long Sơn, đó là chú biết vậy. Quan Nguyễn nghe ngài nói chuyện thay mở nhiều điều, cảm ơn em. Ai mà cũng hiểu được như em nha, anh cũng bớt tống hơi. Nói chuyện này cũng mệt đó quý vị.